trông cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Buồn trông ngọn nước mới xa, mà nghe sao động nát tan lòng người. Than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai cũng được mệnh trời. Chỉ tiếc thay, tạo hóa xoay vần, quỷ thần nghiệt ngã. Một cây xanh đã bất ngờ rụng lá, một con người của quê hương Ô Cách Quỳnh Xá, người mẹ, người bà bao dung và nhân hậu. 58 năm cuộc đời, 58 mùa lá rụng, bà Đỗ Thị Nữ đã vĩnh viễn ra đi, về với thế giới bên kia, về với chốn bồng lai tiên cảnh, về với tổ tiên. Khuất núi, bà để lại đằng sau cả một đại gia đình, anh em nội ngoại, bà con núi xóm, bạn bè thân thích xa gần, cùng các con, các cháu. Để lại cả một quê hương, nơi mà bà đã sinh ra và lớn lên, nơi đã gắn bó cả cuộc đời, nơi đã để lại bao kỷ niệm, lam lũ, gió sương. Bà Đỗ Thị Nữ sinh năm 1961 tại thôn An Lạc Ba, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Bà sinh hạ được hai người con, một trai và một gái, một người con nuôi, và đến nay đã có ba cháu nội. Cuộc sống gia đình ngày một đi lên, những tưởng rằng sẽ được hưởng an phúc tuổi già và được chứng kiến sự đổi thay của quê hương lạc xã. Nào ngờ một căn bệnh hiểm nghèo đã đến với bà. Những ngày nằm trên giường bệnh, bà đã được gia đình, anh em, con cháu chăm sóc, chạy chữa, thuốc thang và đưa đi các tuyến bệnh viện từ cơ sở tuyến huyện đến trung ương, và đặc biệt là đến các bệnh viện nơi có nền y học hiện đại của nước nhà, cùng với đội ngũ tập thể y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, tận tình chăm sóc cứu chữa. Song vì bệnh trọng, sức kiệt, bà đã không qua khỏi, và bà đã lặng lẽ ra đi về cõi vĩnh hằng, yên nghỉ an giấc ngàn thu vào hồi 20:40 ngày 31 tháng 12 năm 2018, tức ngày 25 tháng 11 năm Mậu Tuất. Bà hưởng thọ 58 tuổi. Lễ phát tang và khâm niệm được tổ chức vào hồi 14:10 ngày 1 tháng 1 năm 2019. Lễ viếng được bắt đầu từ 15:00 cùng ngày. Lễ truy điệu và an táng được cử hành trọng thể vào hồi 8:00 ngày 2 tháng 1 năm 2019, tức ngày 27 tháng 11 năm Mậu Tuất. Thi hài bà được an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà. Bà Đỗ Thị Nữ là hội viên hội nông dân, hội viên hội phụ nữ thôn Ô Cách, xã Quỳnh Xá. Bà sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Lớn lên và trưởng thành, bà đã xây dựng gia đình và sinh sống tại thôn Ô Cách, xã Quỳnh Xá. Xuất thân từ lao động, cả cuộc đời tần tảo sớm hôm, một nắng hai sương, để nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành, chăm lo xây dựng cuộc sống gia đình. Hôm nay những ngày cuối cùng, biết cho mình trọng bệnh, khóa an cư hết hạn, nhưng bà đã cố gắng. Khi chút hơi thở cuối cùng nhẹ tựa như bông, làm đóa sen vàng nơi cõi Phật, trần thế còn chi để bận lòng. Hôm nay đứng trước nhang án bà Đỗ Thị Nữ khiến mọi người và chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động, khiến lòng người
bàng hoàng tiếc thương, một tấm lòng bao dung và nhân hậu của một người công dân quý giá, một người mẹ, người bà mẫu mực, một người con của quê hương Thái Bình. Người mẹ, người bà hôm nay không còn nữa. Mới hôm qua những ngày bình sinh, mặc dù cuộc đời phải chịu đựng bao nhọc nhằn vất vả, bươn chải với cuộc sống để xây dựng cơ đồ, nuôi dạy các con, dẫu khó khăn là thế, nhọc nhằn vất vả là thế, nhưng bà luôn luôn giữ được phẩm giá đạo đức của một người công dân Việt Nam, giữ được đạo nhà, tính cha trọng mẹ, cái đức, tính khiêm nhường đã theo bà suốt cuộc đời. Bà ăn ở với bà con có nghĩa xóm tình làng. Bà luôn dạy con cháu sống sao cho tròn chữ nhân, chữ đức ở đời. Vâng, cuộc đời là thế, nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Và cho đến hôm nay, không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau khi mất mẹ. 58 năm, một người mẹ hiền trung thủy, chịu đựng bao buồn vui lẫn lộn, tần tảo sớm khuya nuôi dạy con cháu trưởng thành, cho đến hôm nay đã xanh cành tươi lá. Nhớ mẹ xưa cả cuộc đời khổ cực, ơn dưỡng dục không nào so sánh được, nghĩa sinh thành sâu nặng lắm mẹ ơi. Đã đến lúc hội đủ bóng thiều quang, nay mẹ đi quy tiên về chầu Phật, lòng cháu con đau xót khôn cùng. Hôm nay đứng trước nhang án của bà là anh em con cháu, họ nội họ ngoại, bà con lối xóm, họ đã cạn khô nước mắt. Thật đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Vẫn biết rằng từ huy sinh ký, sống là gửi, thác là về. Hôm nay bà đã ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của quê hương Quỳnh Xá, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho các con, các cháu, cho anh em họ hàng thân quyến gần xa. Và để rồi xung quanh mẹ chúng con kính dâng đôi hàng huyết lệ, một lạy này vái biệt mẹ từ đây. Bằng phòng thôi phòng tổ tiên, để ngàn năm quân chống gầy nhận mà thương bà về giấc về tiền thiên tu. Để tính việc bà nhà đã mãi mãi xa đi, không bao giờ quay trở lại. Xin mời dòng hòa đỗ xã An Vinh để tâm dành cho bà nhà một phút tưởng niệm bắt đầu. Xin kính chào đời của gia đình. Gia đình chúng tôi chân thành nhận lễ cảm ơn tình cảm quý báu của dòng họ đỗ xã An Vinh. Xin mời dòng họ nghỉ các bạn dưới nước và chung tay lo việc tăng cho bà nhà ở đây trong buổi tăng lễ hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện gia đình lên thăm tuần hương kinh viếng. Dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Xin kính chào đời của gia đình. Gia đình chúng tôi chân thành nhận lễ cảm ơn tình cảm quý báu của các ông, các bà, các bác. Xin mời đoàn nhìn các bạn xin nước và chung tay cho việc tăng cho bà nhà ở đây từ giờ cho đến 8 giờ sáng ngày mai cho tròn vẹn. Gia đình chúng tôi chân thành đa tạ. Người đã tạ thế, xin mời đoàn để tâm dành một phút tưởng niệm bắt
đầu. Tành một phút tờ nghiệp bắt đầu. Hãy ra đi. Xin mời các bạn để tâm tành một phút tờ nghiệp bắt đầu. Xin bệnh một phút tưởng niệm bắt đầu. Nghỉ các bạn xin nước để các quyển xin phép được đón tiếp. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Kinh tiếng và vĩnh biệt và nhà ra mãi mãi xa đi. Xin mời công bác và các bác để tâm dành cho bà nhà một phút tưởng niệm bắt đầu. Các bạn xin nước và chung tay cho việc tăng trăm người ép của mình từ giờ cho đến 8 giờ sáng ngày mai cho trọn vẹn. Gia đình chúng tôi chân thành đa tạ. À đa tạ thì xin mời đoàn để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Người âm dương cách biệt ngập ngùi nhớ thương, trong chỉ thấy quấy hương kia ngút, giọt lệ sầu thánh thoát tuôn rơi. Để vĩnh biệt và nhà đã mãi mãi xa đi, không bao giờ quay trở lại. Xin mời đoàn để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Trung tiếp vô phản, kinh tiếng và vĩnh biệt người bác. Xin mời đoàn để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Xin mời đoàn nghỉ các bạn xin nước và chia buồn cùng các quyền tình ông bà đảng ở Đông Kinh Đông Hưng, để tâm dành cho bà nhà một phút tưởng niệm bắt đầu. Bác lên trân trọng giới thiệu lên tiếng của gia tâm dành cho người em của mình một phút tưởng niệm bắt đầu. Tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Bạn kinh kiếm và vĩnh biệt và nhà đáp tà thế. Xin mời các bác để tâm dành cho bà nhà một phút tưởng niệm bắt đầu. Tiếp vô phản, kinh kiếm và vĩnh biệt bà nhà đáp tà thế. Xin mời ban chấp hành hội nông dân xã Quỳnh Xá cùng chi hội nông dân thôn Ô Cách để tâm dành cho bà nhà một phút tưởng niệm bắt đầu. Tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Tôi chúc ngài
chị ơi tình làng khô sống hôm nay. Nhận tin chị mất về đây chia buồn, để vĩnh biệt người chị đã tà thế. Xin mời đoàn để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Bà ơi dẫu rằng thì sinh ký tử quy, trăm năm dài ngắn thôi thì giờ đây, vĩnh biệt bà nhà đã về với nước mây. Xin mời đoàn để tâm dành cho bà nhà một phút tưởng niệm bắt đầu. Trở vào cái biết bà trân trọng kính mời. Tiếp cô phản kính kiếm và vĩnh biệt người chị. Xin mời cô bác bà để tâm dành cho người chị và mình một phút tưởng niệm bắt đầu. Con sống ở trên đời trồng cây ơn đức cho con ăn quả đời đời nhớ ơn, giờ này đôi ngã ơn chúa trời cao có thông đất dày này có xuyên. Cháu con vẫn chọn lời nguyện gia phong quyết giữ thái hiền quyết theo sóng cả vẫn vững tay trèo vớt lên trong gió thả diều đưa lên tới cỏ thần tiết. Đền ơn đáp nghĩa thái hiền mẹ ơi, và là người bà đã mãi mãi đi xa, giờ này toàn thể anh chị em của bà nhà chúng ta hướng mặt đến với vị phải người thân của mình hai bên cùng nghe cùng bài. Bạn nhà chứng chiếu cho toàn thể anh chị em con cháu đã xong, xin toàn thể anh chị em con cháu hãy theo anh em vào một quanh bên kia. Vậy nè, ta 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 ta. Hãy đọc lại những dòng di cảo của Duyên Anh viết về mẹ. Mẹ như mặt trời phúc hậu, mặt trăng hiền từ soi sáng cùng trái đất. Mẹ như mưa mát mặt, như gió thổi nhẹ nhàng lùa vào hồn chúng con. Ca dao ngợi ca nhiều về dòng dõi cỏ, chúng con đã thuộc lòng án thơ cỏ. Vì cỏ mẹ chính là mẹ chúng con. Mẹ hiểu cái sống và cái chết thật bao la hùng vĩ. Giữa lòng đất dân tộc, mẹ đã sống cao thượng, mẹ sẽ sống cao thượng. Mẹ còn sống cao thượng bây giờ và mãi mãi. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào ông hãy sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Học giả Lê Văn Siêu trong sách Văn Minh Việt Nam cũng diễn nghĩa thêm hình ảnh người mẹ có bóng dáng con cò. Cò bao giờ cũng một màu trắng toát, thuần nhất, không nhuộm đốm, và bao giờ cũng khẳng khiu ra bọc xương, lom khom bên bờ ruộng kiếm mồi cho con. Đó là bà mẹ Việt Nam tiêu biểu mà Tú Sương đã viết. Quanh năm buôn bán ở mom sông, nuôi đủ năm con với một chồng. Cái đáng nói là ở chỗ mẹ nuôi con trăm đường vất vả mà mẹ không bao giờ quản ngại, bởi lúc nào cũng canh cánh bên lòng một ước vọng được nhìn thấy tương lai tốt đẹp của con.
để cấp dành một phút được thì bắt đầu. Các bạn sẽ nước và chiếc quần cùng các quyền tiếng vô bản kinh kiến và vĩnh biệt người chị. Xin bình đoạn để tâm dành cho người chị của mình một phút tưởng niệm bắt đầu. Vào cái bếp bà chất trọng cái còi và lên cái chuyện này của gia đình chúng tôi chân thành nhận lễ cảm ơn tình cảm quý báu của các ông các bà các bác. Xin mời đoàn nghỉ các bạn xin nước để các quyến xin phép được đón tiếp. Một phút tập nghiệp bắt đầu. Một phút tập nghiệp bắt đầu. Kinh kiếm và vĩnh biệt và nhà đã trả thế. Xin mời các bác để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Kể đời của gia đình chúng tôi chân thành nhận lễ cảm ơn tình cảm quý báu của các ông các bà các bác. À bà ơi dẫu rằng thì sinh ký tử quy quê hương thương ngát và đi xa vầy, để vĩnh biệt người bà đã mãi mãi ra đi không bao giờ quay trở lại. Xin mời đoàn để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Trần đầy của gia đình chúng tôi chân thành nhận lễ cảm ơn tình cảm quý báu của anh của chị. Bắt đầu tập cuối đầu một kỳ đại đoàn tiếp thăm đập nước tình trường. Ơi ngã vàng thì nay rơi xuống cội nguồn, mặt đau thương tên tài quân phần đau thương, vĩnh biệt và nhà đã về với Tây Phương. Xin mời tập thể thanh niên thôn Ô Cách để tâm dành cho bà nhà một phút tưởng niệm bắt đầu. Và chúc phép các việc tắt các bạn nhà ở đây trong quầy tắt lễ hôm nay tân nơi đông đảo. Thank you.
kiếm và vĩnh viễn người đã tà thế. Xin mời đoàn để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Tôi đúc ngà bà ơi, người ơi ở lại nơi này, sung su trên đồi đò đầy giữ thân. Tử sinh thì ai cũng một lần mà bái cổ dung nao, ai cũng có phận như nhau. Người đi gửi lại tươi câu cảm ơn lắm tháng gặp nhau quãng đời, thương tiếc vô phận, kính kiếm và kính biệt và nhà đã tà thế hôm nay. Xin mời tổ hiếu thôn ô cách để tâm dành cho bà nhà một phút tưởng niệm bắt đầu. Thì đã tà thế, xin mời các bác để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Bà nhà ở đây thì vận động trước sau, xin mời các bác nghỉ cho bàn xin nước để các chuyến xin phép được đón tiếp. Nơi quay trần thế, xin mời đoàn để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Xin mời cô bác và các bác để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Niên 1986 là tình bạn của Thắng, là con trai của bà, để tâm dành cho bà nhà một phút tưởng niệm bắt đầu. Bạn kính kính và vĩnh biệt người thì đã mãi mãi ra đi, không bao giờ quay trở lại.
xin bình đoạn để tâm dành một phút trầm bì bắt đầu. Kính kính và vĩnh biệt và nhà đất tà thế, xin mời đoàn để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Cùng chung một hồi nhiệt tình, chiếc mùi chạm ngọt phẹt tròn trước sau. Hồi phụ nữ thôn Ô Cách để tâm dành cho bà nhà một phút tưởng niệm bắt đầu. Tâm tình một phút tưởng niệm bắt đầu. Nơi đâu của bà cũng là đau chung, để vĩnh biệt người bà đã mãi mãi xa đi, không bao giờ quay trở lại. Xin mời đoàn để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Phật tư trong nhà thắp nén hương thơm lòng tưởng nhớ bác ta mãi mãi xa đi. Xin mời đoàn để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Tại đây cũng quan trở vào kỷ niệm và trân trọng kính mời để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Bà ơi trên đầu chúng cháu nhận chiếc khăn tang, người bà đã về với Tây Phương. Xin mời tập thể các cháu hòa đổ để tâm dành cho người bà của mình một phút tưởng niệm bắt đầu. Bà ơi xin nhận lấy hoa quả không nhiều nhưng thương tiếc nhiều hơn, để tưởng nhớ người bà đã mãi mãi ra đi hôm nay. Xin mời anh chị dành một cho bà một phút mặc niệm bắt đầu. Và kể từ ngày mai thì xa khuất dọc trường, tình bát đôi ngà đôi đường biệt. Và gia đình xin các kỷ niệm cảm quý báu của anh.
đời sống nhờ thác về với Phật quê nhà ngàn thu. Nếu chứ chàng của người bà đã trở về với bậc tiền nhân tiên tổ hôm nay ngàn thu vĩnh biệt, phút vĩnh biệt bắt đầu. Gia đình chúng tôi chân thành nhận lễ cảm ơn tình cảm quý báu của anh. Mấy chị các bạn xin nước để các quyền xin phép được đón tiếp. Vinh biệt người kính kính và vinh biệt người bà đã tà thế. Xin mời đoàn để tâm dành một phút tưởng niệm bắt đầu. Trên đời của gia đình chúng tôi chân thành nhận lễ cảm ơn tình cảm quý báu của đoàn và đoàn nghị các bạn xin nước để tác quyền xin phép được đón tiếp. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạn rào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời mẹ mãi như đồng lúa chiều rì rào, tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ, thương con thao thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày lặn lội gieo con tới ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quản thân gầy mẹ hiền, một sương hai nắng cho bao